Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị nhận xét của tác giả Amy Trúc Trần đang trên Facebook cá nhân vào ngày 18 tháng 12 về phiên xử phúc thẩm Facebook cờ Vũ Tiến Trì vào ngày 17 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. Thì một bản án mang rợ. Cộng sản Việt Nam phải chăng đang trong cơn dậy chết nên điên cuồng, bắt bớ cầm tội người dân bằng những bản án mang rợ sau phạm đoàn trang, trịnh bá phương, nguyễn thị tâm, đỗ nam trung, ngày 17 tháng 12, phiên xử phúc thẩm facebooker vũ tiến Trì đã tuyên ông y án sơ thẩm 10 năm tù giam cho cáo buộc chống nhà nước. ông vũ tiến Trì sinh năm 1966, quê tại nam định, ngụ thành phố bảo lộc, do quá bất mãn chế độ, ông chỉ đã dùng mạng xã hội facebook để chia sẻ nhiều bài viết và livestream thể hiện quan điểm cá nhân của mình, đồng thời lên án những sai trái của nhà cầm quyền. Ông đã bị bắt giữ hồi tháng 6 năm 2020 và bị kết án 10 năm tù giam, 3 năm quản chế trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 3 năm nay. Ngoài cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, ông chi còn bị buộc tội do có ý định thành lập tổ chức chính trị đối lập để thay thế nhà nước cộng sản Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 10 năm tù giam một bản án quá nặng nề cho một tù danh không có thực. Cộng sản Việt Nam, một chế độ mang rỡ sắp tới hội cáo chung.